phải có quy định cụ thể hơn về quyền tự do tín ngưỡng và các hoạt động xã hội của các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam. Đây là đề nghị của một số đại biểu tham gia phiên họp thảo luận dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức vào chiều hôm nay 19 tháng 9. Các cơ quan trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương tìm giải pháp chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là yêu cầu của ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đối với các sở ngành của thành phố trong buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Quốc phòng vào sáng thứ Hai 19 tháng 9. Một lần nữa Trung Quốc lại lên tiếng chỉ trích Nhật Bản, cho rằng việc Nhật Bản tăng cường hoạt động ở Biển Đông khiến tình hình khu vực trở nên rối ren hơn. Phát ngôn viên Lục Khảng cũng nói rằng Nhật Bản giả vờ nhân danh quốc tế để cố ý can dự vào Biển Đông. Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đe dọa sẽ có biện pháp cứng rắn với phe đối lập nếu những người này giữ nguyên ý định sẽ tổ chức cuộc biểu tình toàn quốc để phản đối chính sách đàn áp mà chính quyền đang thi hành với thành phần bất đồng chính kiến. Ông cũng nhắc lại rằng chính phủ các nước không được quyền can dự vào chuyện nội bộ của Campuchia, không được quyền chỉ trích chính phủ mà ông đang lãnh đạo.